Mình xin giới thiệu quý vị các bạn là cái quy trình hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. Thứ nhất đấy là chúng ta phải chuẩn bị lên kế hoạch cho nó bài bản. Và thứ hai là mình tìm kiếm khách hàng hiện nay. Thứ ba là mình phải tiếp cận được khách hàng. Thứ tư là giới thiệu và trình bày về sản phẩm dịch vụ. Thứ năm là báo cáo và thuyết trình phục vụ khách hàng. Thứ sáu là thống nhất chốt đơn hàng. Thứ bảy là chăm sóc khách hàng. Đó. Thì quy trình bán hàng là thứ nhất là mình có cái gì? Một là có sản phẩm chất lượng. Một là sản phẩm chất lượng, nó phải độc đáo và khác biệt. Yếu tố đầu tiên để mà thành công là sản phẩm và chất lượng độc đáo và khác biệt. Còn là thứ hai, mình phải xây dựng được thương hiệu. Hai là xây dựng được thương hiệu. Vấn đề thứ ba là mình làm dịch vụ là ok. Ok. Vấn đề thứ tư là thái độ phục vụ. Đó, bốn vấn đề đó là cơ bản. Để mà gia tăng được doanh số thì các bạn phải lưu ý. Một là mình phải xây dựng được cái đội truyền thông. Cái đội truyền thông này nó rất là quan trọng. Nó có ba cái quy trình. Thứ nhất là mình làm sao để họ biết, khách hàng họ biết mình. Biết này, đầu tiên là họ phải biết mình, được chưa? Thứ nhất là họ phải biết mình, sau đó là họ tin yêu mình, vẫn là người ta là chốt đơn, được chưa? Biết, tin yêu và chốt đơn, đó có thể là đội truyền thông. Thứ hai là đội bán hàng, đội sale đó, phải nhanh nhẹn. Phải nhanh, làm sao là trả lời khách hàng là nhanh nhất, gọn nhất, phải hiểu được là khách hàng còn gì, muốn gì và không thích cái gì, được chưa? Vấn đề thứ ba là đội nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Vấn đề thứ tư là chăm sóc khách hàng. Đó, những cái yếu tố là quyết định thành công của doanh nghiệp. Nên là mình xin gửi đến các bạn về cái quy trình xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. Đó mà sau đây có một cái gì đó vận hành cho doanh nghiệp của mình phát triển tốt hơn. Chúc các em là ra đời đi làm lương cao và đóng góp được nhiều điều cho xã hội. Trong một đàn vỗ tay.